Mời quý vị theo dõi chuyên mục Giáo dục hướng nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, hơn 10 năm nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra mức thưởng lên tới 8 triệu đồng đối với học sinh đạt các chứng chỉ quốc tế đối với môn ngoại ngữ. Quỹ học bổng học sinh nhận hàng năm từ việc đạt kết quả tốt môn ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng hàng năm ở địa phương rất lớn và vẫn tiếp tục tăng lên. Bên cạnh đó, từ năm học 2019-2020, Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã thực hiện tăng 2 tiết tiếng Anh một tuần cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 so với số tiết quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho học sinh, đặc biệt là hai kỹ năng nghe và nói. Kinh phí thực hiện chương trình được ngân sách tỉnh chi trả với mức trung bình hơn 28,5 tỷ đồng một năm học. Các chính sách trên đã góp phần mang về quả ngọt. Bà Rịa Vũng Tàu luôn đứng top 5 địa phương có điểm trung bình môn ngoại ngữ cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chưa kể con số học sinh được miễn thi môn ngoại ngữ tăng lên qua từng năm. Trong đó, trên 95% học sinh đạt chứng chỉ IELTS trên 4.0, TOEIC, IBT trên 45 điểm. Khép lại chuỗi chuyên đề về câu chuyện tiếng Anh thời hội nhập, trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phóng sự Tiếp sức để học sinh giỏi ngoại ngữ. So today I will tell you about the benefits of academic studying. So we as high grade students have a choice on whether to continue with our academic journey of learning at universities. Cuối tháng 4 năm nay, Mai Nhật Nam, học sinh lớp 11A4 trường Trung học phổ thông Châu Thành đã đạt thành tích IELTS 8.5. trong kỳ thi IELTS trên máy tính được tổ chức tại Trung tâm Anh ngữ Hades, Vũng Tàu. Đây là kết quả cao nhất của học sinh nhà trường đạt được trong những năm gần đây. Mai Nhật Nam đã đạt 8.5 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên. Với kết quả này, Nhật Nam sẽ nhận được số tiền thưởng 8 triệu đồng theo chính sách khuyến khích tài năng của tỉnh. Một phần thưởng có giá trị động viên rất lớn sau quá trình dài Nhật Nam chinh phục ngôn ngữ toàn cầu này. Theo như em tìm hiểu thì không phải là tất cả những cái địa phương khác thì đều có cái chính sách đãi ngộ như thế này. Thì đối với bản thân em cảm giác giống như là cái chính sách của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này thì nó là một cái nguồn động lực rất là lớn và nó khuyến khích học sinh cũng có thể gọi là học và phấn đấu để có thể đạt được cái chứng chỉ cao nhất ngoại ngữ. Khi mà học sinh thì có động lực và cũng như là ý chí để phấn đấu, để vượt lên và có được các cái tấm bằng ngoại ngữ danh giá để có thể bước vào những cái ngôi trường đại học thật là tốt và hợp lý cho mình. Những năm gần đây, ngày càng nhiều người học tiếng Anh, cũng ngày càng nhiều người thi các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế như một cách để chứng minh năng lực của mình trong môi trường học tập và làm việc. Học sinh trường Trung học phổ thông Châu Thành cũng không ngoại lệ. Theo thống kê, trường Trung học phổ thông Châu Thành là một trong 3 trường trung học phổ thông có số học sinh giỏi ngoại ngữ được thưởng theo chính sách khuyến khích tài năng nhiều nhất tỉnh, và con số này tăng cao qua từng năm học. Thì trong những năm gần đây, thì theo cái xu thế hòa nhập quốc tế thì học sinh của trường Trung học phổ thông Châu Thành cũng tham gia những cái kỳ thi để lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Mục đích là để các em trước hết là nâng cao về trình độ tiếng Anh, sau đó là dùng để xét tuyển vào các trường đại học. Có rất nhiều trường đại học dùng chứng chỉ tiếng Anh cộng với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển vào đại học. Và thêm nữa là cũng nhận được cái học bổng khuyến học khuyến tài của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì trong những năm gần đây thì học sinh trường Châu Thành cũng đạt được những cái kết quả rất là tốt. Như năm học trước thì ở cái kỳ đầu là có 105 em là được nhận cái phần thưởng của tỉnh. Và năm nay thì là được 136 em đã được nhận cái phần thưởng của Ủy ban nhân tỉnh theo cái chế độ khuyến học khuyến tài. Nhiều năm liên tiếp, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đứng top 5 địa phương có điểm trung bình môn ngoại ngữ cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để đạt kết quả đó, địa phương đã có nhiều giải pháp để khuyến khích tinh thần học tập của học sinh. Từ năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định về chế độ khuyến khích tài năng học sinh trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục ngoại ngữ. Trong đó có chính sách khen thưởng học sinh đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Theo đó, mức thưởng cao nhất lên đến 8 triệu đồng cho học sinh có điểm IELTS từ 7.0 trở lên hoặc TOEFL từ 79 điểm trở lên. Quỹ học bổng học sinh nhận hàng năm
từ việc đạt kết quả tốt môn học này ở địa phương rất lớn và vẫn tiếp tục tăng lên. Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo, năm 2013, toàn tỉnh chỉ có 184 học sinh được khen thưởng với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, thì 10 năm sau, năm 2023, con số học sinh được khen thưởng tăng lên 1.415 học sinh với số tiền thưởng hơn 8,6 tỷ đồng. Bên cạnh các chính sách khuyến khích tài năng ngoại ngữ, từ năm học 2019-2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã bắt đầu thực hiện chủ trương tăng thêm 2 tiết tiếng Anh một tuần so với số tiết quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, tăng cường kỹ năng nghe và nói cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12. Chất lượng dạy và học tiếng Anh cũng có những chuyển biến tích cực. Giờ học tiếng Anh của thầy và trò lớp 5A3 trường tiểu học Ngãi Giao, huyện Châu Đức diễn ra sôi nổi, tích cực tìm tòi những tài liệu, giáo án điện tử, sử dụng trang thiết bị phụ trợ dạy học ngoại ngữ và tổ chức các hoạt động học mà chơi, chơi mà học. Nhờ đó giáo viên đã tạo sự hứng thú và thu hút được học sinh. Học sinh tích cực trau dồi kỹ năng nghe nói trong tiết học. Từ năm học 2019-2020 đến nay, 100% học sinh lớp 3, 4 và 5 của trường tiểu học Ngãi Giao được học tiếng Anh với thời lượng 6 tiết một tuần. Trong đó, 2 tiết tăng cường chủ yếu rèn luyện kỹ năng nghe và nói. Đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ đủ về số lượng và đảm bảo yêu cầu trình độ đào tạo. Đến nay, kết quả dạy học môn tiếng Anh của nhà trường đã được nâng lên rõ rệt. Qua các kỳ kiểm tra, 100% học sinh được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt. Thực hiện theo thì nghị quyết 123 giai đoạn 2019-2025 thì phải nói rằng trường tiểu học Ngoại giao chúng tôi đáp ứng rất là tốt về cái việc dạy tiếng Anh, tăng 2 tiết trên tuần, về tăng kỹ năng nghe nói cho các em. Phải nói rằng 2 tiết này giáo viên chúng tôi tận dụng rất là tốt, đặc biệt đội ngũ chúng tôi là 3 giáo viên và rất là trẻ, năng lực và có rất là tâm huyết với nghề nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã thực hiện được cái công tác xã hội hóa tiếng Anh của lớp 1-2 bắt đầu từ học kỳ 2 của năm học 2022-2023 và cho đến nay. Và phải nói rằng chúng tôi đã thực hiện được 100% học sinh của hai khối này, khối 1 và khối 2, được phụ huynh rất là đồng tình hưởng ứng. Trước yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học môn ngoại ngữ, nhiều trường phổ thông trên địa bàn tỉnh cũng đã chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học môn học này. Tại trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, một ngôi trường vùng ven thuộc thành phố Vũng Tàu, nơi điều kiện cũng như cơ hội để học sinh học ngoại ngữ chưa nhiều, năng lực ngoại ngữ của học sinh còn thấp. Dù vậy, nhà trường cũng đã và đang đẩy mạnh đổi mới dạy và học ngoại ngữ theo hướng chuyển dần từ dạy học ngoại ngữ như một môn khoa học sang môn kỹ năng, từ sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống sang hướng dẫn dạy ngôn ngữ giao tiếp. Đội ngũ giáo viên môn tiếng Anh chủ động xây dựng kế hoạch, đổi mới phương pháp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh. Nhà trường cũng đã khuyến khích những học sinh xuất sắc nhất tham gia các sân chơi ngoại ngữ, các cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố để nâng cao năng lực ngoại ngữ của mình. Và ở ngôi trường vùng ven này đã xuất hiện những gương mặt nổi bật, trong đó có em Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 7-4, giải nhì hội thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố năm học 2023-2024. Các thầy cô cũng giúp đỡ em trong việc học tập, có những một số câu hỏi, những cái mà bài học mà em không hiểu thì em cũng có hỏi các cô bộ môn Anh để gọi là giúp đỡ và giải đáp câu hỏi của em. Và sau đó thì là em cũng có tham gia câu lạc bộ Anh ở trong trường, thì là để tiếp xúc với người bạn ngữ nhiều hơn và tự tin hơn trong cái việc giao tiếp của mình. Với phân môn tiếng Anh thì tiếng Anh là một cái ngôn ngữ mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình rất là đang là chú trọng rất là nhiều. Thì với môn tiếng Anh thì ngoài cái việc là giáo viên phải chọn bài thật kỹ, thì cái việc mà khuấy động học sinh trong cái việc học cũng như là tạo các cái trò chơi cũng như là các cái phương pháp học tập, sử dụng các phương pháp kỹ thuật trong dạy học, thì cái việc này cũng rất là cần thiết. Vì thế cho nên là với mỗi một tiết học, với cá nhân tôi thì trong khi mà trong quá trình giảng dạy thì ngoài việc mà cho các con tiếp xúc thêm những kiến thức từ mới, thì tôi có cho các con đa dạng theo các cái cách hoạt động thông qua các cái trò chơi vận động ở trên lớp, cũng như là thông qua các cái hoạt động mà có thể tương tác trên một số trang web để cho các bạn có thể tiếp thu được từ vựng tốt hơn, cũng như là có thể cải thiện được cái việc phát âm. Thực hiện dạy và học tiếng Anh, các trường đã tăng cường các hoạt động tập thể, trải nghiệm, giao lưu, kết nối. 100% trường thành lập câu lạc bộ tiếng Anh có sự tham dự của học sinh các khối lớp, hoạt động định kỳ theo tháng.
các sân chơi ngoại ngữ cấp trường, cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh cũng được các trường học, ngành giáo dục tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh một cách khoa học và bền vững cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Chinh phục tiếng Anh English Speak do Mobifone Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Thông tin Truyền thông và tỉnh đoàn tổ chức là một trong những sân chơi đã nhận được sự quan tâm của 30 trường trung học phổ thông và hơn 7.000 học sinh. Đây là sân chơi giúp các em thể hiện năng khiếu, bổ sung kiến thức, góp phần hoàn thành tốt môn tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông và tự tin tham gia các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Lần đầu tiên mà em được biết đến cái sân chơi này là do giáo viên trong trường phổ biến, và ban đầu là em chỉ tính là tham gia thôi chứ em không nghĩ là mình sẽ lọt vào top 100 và cuối cùng là top 5 như thế này. Khi mà em tham gia cuộc thi này thì tất nhiên là em sẽ học hỏi thêm được nhiều vốn từ mới, nhiều cái kiến thức mới về tiếng Anh. Em được gặp những cái thí sinh khác và em kết bạn với họ, và họ cho em rất là nhiều cái kinh nghiệm khi mà học tiếng Anh luôn, và từ đó em có thể học hỏi rất là nhiều được. Theo chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo, môn tiếng Anh được đưa vào giảng dạy ở bậc phổ thông bắt đầu từ năm học lớp 3. Để giúp trẻ mầm non, học sinh lớp 1, 2, cấp tiểu học làm quen với tiếng Anh, những năm gần đây, ngành giáo dục cũng khuyến khích các cơ sở giáo dục thực hiện xã hội hóa môn tiếng Anh theo tinh thần tự nguyện. Nhiều trường đã phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ tổ chức dạy học môn tiếng Anh xã hội hóa, tạo điều kiện cho các em học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Trong bối cảnh tỉnh nhà còn thiếu giáo viên dạy môn tiếng Anh, thì đây được xem là giải pháp thiết thực hiệu quả nhằm giúp cho học sinh làm quen với tiếng Anh ngay từ nhỏ, nhằm giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho các mục tiêu lâu dài trong tương lai đối với môn ngoại ngữ toàn cầu. Vừa rồi là thời gian dành cho chuyên mục giáo dục hướng nghiệp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.